có cái bài mai cuối tuần, chủ mai cuối tuần. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có cái từ để hỏi. Mọi người thử liệt kê một loạt những cái từ để hỏi mà chúng ta đã từng học rồi, có nhớ không? Hỏi là mùa xuân. Mùa sơn đúng không? Đấy đâu rồi, chi chạy đâu rồi? Múa đúng không? Múa. Mùa Múa là cái gì thì đợt trước chúng ta cũng gì cũng phân biệt với múa xuân rồi đúng không? Múa ừ. xuân cộng với một danh từ, còn múa thì đó là gì, cộng với một cái gì nhớ, Em quên rồi, thầy ghi lại cái giùm động em từ đúng không, một cái động từ đó. ấy. Làm gì và làm việc gì khác nhau đúng không, làm gì và làm việc gì. Làm gì là cộng với danh từ, còn làm việc gì là cộng với động từ đúng không? Thầy ơi, em gửi bài đấy nha thầy. Rồi ok, để nó thử xem. Múa cộng một động từ, ví dụ như thầy bảo là bây giờ bạn làm việc gì đúng không, làm việc gì thì chúng ta sẽ dùng múa xuân hay múa. Mùa ót. Đúng rồi, ở đâu làm việc gì các bạn, Mùa xuân. múa xuân chúng ta sẽ có từ múa xuân y đúng không, múa xuân y là việc gì đúng không, còn làm múa xuân y theo đúng không, với thì làm cái gì đúng không, làm gì Ngon làm gì ở múa, múa xuân hiểu khác nhau, sân nhưng ý đấy hiểu múa xuân hiểu khác nhau đúng không, đó thì đào lại cái gì đó, à, ví dụ là mùa xuân gà rồi đúng không? Đi cái gì? mùa xuân thì Mùa xuân gà rồi. mùa xuân Mùa cài, xuân hè mùa hèo nhá. hèo cài là đi, đi cái gì làm gì tiếng Việt mình có đi cái gì, Đi cái gì là đi xe gì đấy? Không phải hả? đi bằng gì đúng không, chúng ta sẽ có cấu trúc là bằng cơ đúng không, Bằng từ đô đúng không, rồi múa từ đô đúng không, múa từ đô cài ô à, nhưng mà người ta hay nói là họ tất kê cài ô cơ, đi như thế nào cơ, văn phòng thì mùa xuân là chỉ có là đi với heo thôi à? đúng rồi, nó đi với động, không phải đi với heo ô không, mà là nó đi với một cái động từ đằng sau, thì múa múa xuân xứ đô chẳng nghe em đi thì mình tập bảo đi bằng gì chứ ai đi Xài gì đúng không. không? Đúng không? Thí dụ mua cái gì đúng không? Ừ, Ok. mua cái gì là mùa, mùa xuân đúng không, mùa xuân, mùa xuân sai ô, mùa xuân Là mùa xuân mà thời cũng được à, không mẹ? Đúng ví dụ không? là mùa xuân sai ô là không được, phải để phải mua rau gì, mua cá gì, mua thịt gì đấy, phải như thế thì nó mới dùng mùa xuân được. Ui vãi. Không, bây giờ em bảo em mua thịt gì, em mua thịt gì em lại dùng là mùa cua kim sao được, không được, cái này sai đúng không, mua thịt gì thì phải mùa xuân của kỳ chứ đúng không, đúng không đấy, khác nhau nhé, mùa xuân của kỳ, mùa của kỳ, không ai nói cả mùa xuân của kỳ, mùa xuân của kỳ đấy sai đó, bạn mua thịt gì đấy đúng không, Không ý em. Nếu mà mình chỉ nói là mùa 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 sao thì được đúng không? Là được mình mua không, đúng không? ừ thì mua cái gì đấy, chỉ là nói là mua cái gì thôi, thế nhưng mà em muốn cụ thể hóa ra là mày mua thịt gì, quả gì, Thì phải rau dùng mùa gì đúng không, thì phải là mùa xuân đúng không, để. tiếp mùa à, mùa xuân rồi thì còn từ để hỏi gì nữa, ở đi đúng không, ở đâu, Đi. ở chơi rồi, ở chơi rồi Có có lục được cái gì nữa à, khác cu cái gì lục cu nu ai cu, nu cu nu ca đúng không, đây, nhưng mà thấy cái từ à lục ga em lại quên rồi. em thì em cứ nhớ đơn giản hơn thầy, nu cu là tân ngữ, nu ca là chủ ngữ được chưa, À ok, à. nói vậy đi. Ừ, cho nó dễ nhớ, giải thích nhiều nhiều khi không nhớ, em cứ dùng nhiều đi, tự dưng em sẽ vỡ ra là nó sẽ như thế nào. Tiếp là sau ở bên dưới này chúng ta có mùa xuân thì giải thích rồi đúng không, autumn, autumn là gì, như thế nào, à nhớ chúng ta có từ, chúng ta có từ nư nữa đúng không, À ừ đúng rồi, ở ở nư đây ở ở đâu? nư bên cạnh thôi, nào như thế nào, nào thì hai cái này đằng sau, ba cái này, tất cả ba cái này đều phải cộng với một cái danh từ đúng không, À vậy à. nó không đi một mình, nó autumn đi một mình, ở nư cũng thế đúng không, thì nước nào đấy đúng không, người như thế nào đấy đúng không, người nào. Thế nhưng ở đây chúng ta có những cái mà chúng ta phải phân biệt thế này, chính là cái từ autumn với autumn là phải phân biệt đó, thì nó sẽ phân biệt như thế nào, thì bên dưới nó có phân biệt này, autumn autumn này, thì cái autumn này Tao nó đang thì sử dụng khi hỏi về đặc tính, nội dung, trạng thái về một người, một sự vật nào đó, tức là nó sẽ hỏi, nó với mục đích là hỏi chi tiết hơn, ví dụ em bảo là autumn Saram
thì tức là người ta muốn biết cái Orton Saran là người như thế nào, là cái người mà tính cách như thế nào này, đó khuôn mặt như thế nào này, học vấn ra sao này, gia cảnh như thế nào đấy, tức là người ta muốn biết chi tiết về cái người đó, được chưa? Nhưng mà còn cái honor này này, nó chỉ sử dụng khi hỏi về đại diện của một gì, đại diện có cho cái số nhiều của sự vật sự việc nào đó, tức là nó mang tính đại diện. Ví dụ nhá, em hỏi là, ví dụ em hỏi là thế mày đang học trường nào đấy, đúng không, mày đang học trường nào đấy, thì người ta chỉ hỏi là gì, honor thế học yo ấy khả nhớ yo, tức là bạn bạn đang đi học cái trường đại học nào, đúng không, honor thế học yo ấy khả nhớ đấy, khả nhớ yo với cái con là oton thế học yo ấy khả nhớ yo, nó khác nhau như nào? Cái từ honor thế học, nếu mà người ta hỏi honor thế học yo ấy khả nhớ yo, tức là người ta chỉ muốn, có nghĩa là cái trường đấy người ta hiểu tất cả các trường đại học là nó đang như thế nào rồi, thì đấy thì người ta chỉ hỏi chung là có như theo quê thả nhớ, thì ý người ta chỉ biết là đây là gì, muốn biết cái tên của cái trường mà em muốn đi À. ấy. Thì em chỉ cần nói là ta học Đại học Quốc gia Hà Nội là xong, đúng không, đấy. Thế nhưng ví dụ như em bảo là em học một cái trường đại học cái gì nhỉ, Hoa Lư gì chẳng hạn, đúng không, thế nhưng cái đại học Hoa Lư là cái đại học mà trái biết gì cả, đúng không, nghe đại học Hoa Lư là cái học gì, thì lúc đấy thầy hỏi là Orton thế rồi á, nó là cái trường đại học như thế nào, tại vì thầy không hiểu rõ là cái trường đấy nó như nào, đúng không? Còn Đại học Quốc gia Hà Nội thì ai chẳng hiểu rồi, à, nó là trường Đại học Quốc gia Hà Nội, trường tốt nhất, trường nọ trường kia các thứ, đúng không? Thế cái Đại học Hoa Lư là cái học gì, biết làm sao được, thì thầy sẽ hỏi là Orton thế rồi á, là trường như nào, thì tức là em sẽ không phải chỉ là bằng cái tên mà là nó đang hỏi về cái gì chi tiết về cái trường đấy. À, thì em bảo à cái trường đấy thì nó nằm ở khu vực nào này, nó nằm ở Thái Nguyên này, xong rồi à nó chuyên đào tạo về kinh tế này, xong rồi nó gì gì đấy, tức là người ta muốn đang hỏi đặc tính Tốt em xong. cái trường đấy, thì ví dụ như cái trường đấy nó thuộc top mấy ở trong Việt Nam hay gì gì đấy, ý người ta hỏi muốn hỏi chi tiết như thế, chưa đó nhá, Orton đấy, Orton Orton nó sẽ khác nhau như thế, chưa đó, Orton thì mình chỉ cần nói mỗi cái tên của nó ra là xong, nhưng Orton là phải giải thích chi tiết, chưa rồi đó, thì chúng ta hiểu Orton như Orton như thế là được, còn mù sân thì chúng ta phân biệt với mù hót là được rồi đó nhá, mù dưng họ ton họ nưng đó. Tiếp ở bên dưới một số những cái từ vựng của bài hôm nay để sẽ đọc qua một lần, hắn bọn những con chữ kiểu từng gian hoa tả dòng hoa đất hồ tả bún tông hoa tả Thế có sóng to cho em dùng bên tay. to đùng rồi Điện đây, thoại em nhỏ quá. to Tao kịp đùng thế là tao đùng. 150 rồi đây. Tao hết cỡ Đây. rồi Đây. đây. Vâng. Thầy đang phóng Ra một điện thoại. 150 Ra đấy. điện thoại. À, em quay ngang ra. Quay ngang. Quay ngang được không? Được mà. Quay được mà, đúng không? Hướng ra. Không được. À được. Thôi em coi này là được. Hen ha tả, shopping ha tả, suyong ha tả, suy tả, về xích ha tả, Chinh cu đơn mạn na tả, san xếp ha tả, sô phung ca tả, che cơ ịch tả. Nào, Linh là Linh đọc một lượt cho nào. À, đây. Thông san, Từng thông đọc san tố là huyền, từng than ha tả. à thường san là ta Ha, à, từng than na tả, từng san na tả, nếu nối bình thường nối lên nhưng mà ít khi nối nhiều, nói chung là khi cả có một số cái thì nối thôi, nhưng những cái từ này thầy cũng chả nối bao giờ cả. À, thường từng san là từng tan ha ta hồ ta ừ. un tông hà ta gió hen cái gì đi ha ta cái gì đi Ờ, hen ha ta đâu hen khà ta hen ha ha ta hen ha ta Dòng hen, dò hen hà tà, suy pin hà tà, suy yon hà tà, suy tà, quê xích hà tà. về đọc đúng Quê huyền về xích ha ta xích hà tà, chinh phu rin mà nà tà, san chết hà tà, so pong kha tà. phung phung đấy, Phung phung là phung phung ca đà, phung kha à, so phung 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 kha tà, ca đà chê kê ích tà. nghe cân dịch tà rồi là chi nào, Từng sang ha tà gió hen rừng pô tà dòng hoa chứ, dòng hoa tươi phụ tà dòng hoa rừng pô tà un tông ha tà camping ha tà shopping ha tà siêu đọc đồng ngang siêu kinh ha tả shop
Shopping hat à? show show CEO chứ show CEO là đúng nha. CEO. show 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 pink hat à? Shopping hat à? Shopping su yong hat à? Suyang hả bạn? Suy ta Pi suy tả. về chích hat à? Về si hat à? Về xích hả bạn? Về si hat à? Về xích hả bạn? Chín cô đơn man na ta. Tập đúng ngang. Chim có dâu mà chim cu đơn hả bạn? Chim cu đơn mán na bạn? Chín cô đơn man na ta. Vẫn chìm đồ chim mà đúng ngang mà chim cu đơn mán na bạn? Chín cô đơn man na ta. Chín cô đơn man na ta. San check ha ta. Tại sàn san mà sờ là đúng ngang san 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 check ha ta. chết So pung ha ta. số không ra là Chết cân ít ta. chết cân bình bạc rồi ok chắc rồi tiếp theo chúng ta đi vào cái ngữ pháp đầu tiên thì ngữ pháp hôm nay đầu tiên của chúng ta sẽ là gì thì quá khứ. Thì quá khứ ở đây thầy có là động từ cộng với at, ought, hết tả, trường. Thì là nghĩa là đã thực hiện một hành động nào đó rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ khi nào dùng at, khi nào dùng ought và khi nào dùng hết tả. Thì chúng ta chia làm ba trường hợp. À, Nó cũng tương tự giống như là cái aoyo ấy đúng không? Thì đầu tiên là có nguyên âm A, nguyên âm A hoặc là nguyên âm O. Thì lúc đấy mình sẽ cộng với gì? At tả, trường, at tả, đúng không? Còn trường hợp 2 thì nó có ha tả đúng không? Có ha tả thì mình sẽ đổi ha tả thành hết hết tả. Đó. Còn lại thì mình sẽ thì cộng với off. Đó. Thì đối với ví dụ nhé, ví dụ chúng ta có cái ha tả đi, cái này thầy hiểu không? Ví dụ chúng ta có cái ca tả đúng không? Thì chia ra chúng ta sẽ thành gì? Ca tả. Ca cộng cát thì ghép lại với bỏ lược bỏ một chữ A đi thành khạt tả đúng không? Khạt tả thì chúng ta sẽ chia thành gì? Nếu mà chia ở cái đuôi câu tan trọng lịch sự chúng ta sẽ thành khạt tương lý. Khạt tương lý tả. Nhưng chia ở đuôi gì? Đuôi... Tassoyo. Ừ, rồi. Cái đuôi đuôi gọi là cái đuôi gì nhỉ? Đuôi thân mật đúng không? Thì chúng ta gọi là khạt sòi thế thì chúng ta thấy khác không khạt sòi nếu mà đuôi a bình thường đuôi a thì ở trước nó nếu mà nguyên âm a như này thì mình phải cộng với gì Yeah, a that's yô nhưng tại oil. sao lại o yô đó đấy thì vì vậy nên chúng ta cần phải có một cái chú ý đúng không thì quá khứ đúng không khi chia đuôi câu thân mật thì chúng ta kết hợp hết với gì kết hợp chỉ kết hợp với gì chỉ kết hợp với Ôi dù khách soyo hay là gì ha tà thì khách soyo cũng vẫn thế đúng không hoạt soyo cũng vẫn thế nhé tất cả đều o cho hết chờ. Em học với học với em ngồi trên này học được rồi tí đấy thì chúng ta cứ o hết được chưa đấy, sau lần sau đừng hỏi thầy là tại sao nó là ở khi là a lại cộng với o nhá nhiều bạn hỏi như thế lắm rồi nào bây giờ số 1 tôi đã ăn bánh mì vào buổi sáng mà tôi đã ăn bánh mì vào buổi sáng thì như nào chị tôi đã ăn bánh mì vào buổi sáng thì như nào nè아침에 빵 à chị빠른 ba đọc giống ngang như vậy bang ơi à chị mê bang ơi 아침 아침에 빵은 먹습니다.먹겠어요. đâu quá khứ mà sao mọc bỏ mọc lớp nó mì ra먹었습니다. à chị mê bang ơi먹었습니다. kiểu là ca chín mười giờ먹었어요. ca chín 10 giờ thầy có hôm nay khai giảng đầu tiên thì có vào xem thì xem mọc tà thành ót đúng không ót thì thành sò dục mò có sò dục đọc lại nhé à chi mê tăng ư mò có sò dục đọc đọc lại tài xí 아침에 빵은 먹었어요.
Rồi, ai sẽ mê văn vào YouTube đi bạn chữ cái đã. Mình hôm nay 9 đến 10 giờ thầy có dạy bạn chữ cái này và đêm học. Thầy đang nói ai vậy? Tiếp là số 2. Hôm qua ở công viên đã có nhiều người. Ồ chê. Hôm qua. Thầy có dạy cho người bắt đầu nhé. Đây người bắt đầu đây thì là hôm qua ở công viên đã có nhiều người. Hôm qua trước, sau ở công viên có người, sau rồi nhiều, không? Nhiều thì mình chia quá khứ là sao? Vâng, OJ. Có chế. OJ không muốn đấy. Inbox lên cho thầy nhé. Ừ, nào, có chế. OJ không muốn đấy. Không vấn đề, rồi. Saram Sarami. Saramin Saramin is Nhiều. soil. Nhiều nữa. Inbox Anne thầy em is ơi. soil. Inbox đi màn thà đúng không? Thì chúng ta cứ thử màn thà này này. Màn tà đúng không? Thì bây giờ chia quá khứ thành gì? Màn nát sao Đúng rồi, màn nát sayo, màn cộng với áp tà, áp tà chia cộng với o nhô nữa. Nối ọc, nối âm đây, màn nát sayo rồi, màn nát sayo. Đó, rồi, đọc lại câu nào, o thế. OJ không Đúng rồi đấy. Màn Saram nát Saram sayo, o đi thế mà cùng đi màn nát sayo. Chọn. đi mà Màn nó nát sayo. Đó, o thế cùng với nế, sarami, màn nát sayo. Tiếp, tuần trước tôi đã cùng làm bài tập với bạn bè ở trên lớp. Vậy có cái ý nhé, thầy đã được giao tiếp em. Tuần trước tôi đã cùng làm bài tập với bạn bè ở trên lớp. Nào, chị. 지난주 kiểu Chị ở đang trên lớp à? kiểu từ thời gian này. Từ thời gian từ đâu? Chị đang chú ấy. 지난주에 교실에 친구와 같이 숙제를 Ha đúng tà rồi. biến thành đi. Hết rồi. Một hết rồi, đúng không? Làm chọc lại câu này. Chỉ nán. Lệ. Chín ăn chuối Đó. Đồ chi. kiểu gì đấy Đó. chín Chữ đếm cu lo nhé. Có hành động là bài tập. à đúng rồi Đếm lo. Đồ kiểu chi. Đó. gì sao chín cu à khả Hôm qua. chi Tài chính. Xúc. xúc chê lên hết rồi. Chưa được hết bài. Đó. Đây là bài mấy, bài này là bài mấy theo giáo trình đó là bài 6 7 7. Còn số 4, sáng hôm qua tôi OJ à chim gửi thư ở thư viện đúng OJ à chim mê không? thu Chê thu viện cho qua đúng không ạ thu sơ quan này sao số qua này có thu là gì em quên thế ạ xin môn à Pion chi peon à peon chi Pion chi peon chi đây Pion OJ à chim mê thu sơ quan này sao thò chi Không rưng phải Honest oil. À, phụ nét đấy không? Đúng không? À, nó là gì? Thế đọc lại là chi mê Cho qua này sao? đồ cho anh hiểu đó Còn chỉ rừng. Pion đọc ngang là Pion chi đấy Còn chỉ rừng honest à cô nên phải soil. Honest. Honest ở trên này có bạn hỏi là tại sao lại không dùng là chúng ta có từ có nhiều đúng không có nhiều thì ta không dùng từ nhiều nhưng từ có bạn ấy lại biết là bàn inbox rồi đúng hay ta Man is so sao? Có nhiều. tin vào riêng và nhắn tin riêng vào TikTok các thành chúng ta biết tại sao sai không và sai phải sửa như nào nó có từ có nhiều Man là phải có thêm chữ phải có ik man đi. à, không phải là có Đúng ika mà nó là có i là đúng rồi nhưng mà đây nó không phải là à. ika cái i đấy không phải là ika mà là như thế nào Để từ. cái từ màn ni ấy cái từ màn ni nó phải đi cả theo các cụm như này vốn dĩ nó đi cả Đúng cụm rồi. và cái này Man nó là được một coi là một phó từ nó từ. phó từ nhé và phó từ thường nó sẽ đứng trước thì động từ đúng không để bổ sung cho động từ thì những cái phó từ này là những cái từ như nào ví dụ như là cái từ mà rất này chẳng hạn đúng không à chu này đấy À chú. à chu này thường xuyên này đó
Vâng, những cái từ như này nó được gọi là phó từ, và khi phó từ thì thường gọi là thường chứ không phải là luôn luôn nhé, thường đứng trước động từ để bổ nghĩa cho cái động từ đấy. Thì cái từ màn ni này, này nó là phó từ chứ không phải là tính từ giống như là cái từ màn tà nhé. Cái từ màn tà này nó lại là Này gì? Manta là nhiều Nó là nhiều nhưng mà loại từ thì nó sẽ là à, tính tính từ từ. Đúng rồi, nó là tính từ. Tính từ thì nó giống như là động từ ấy, thì nó sẽ kết thúc câu và nó chia những cái cấu trúc như này bình thường được, đúng không? Mỗi tội là tính từ thì thường cái danh từ mà đứng trước nó thì nó phải đi với gì? Y hoặc là à. ca đấy, đúng không? Đối với tính từ thì danh từ mà đứng trước này thì nó là y với ca, nhưng nếu mà nó là động, nếu mà động từ thì cái danh từ trước nó lại phải đi với ân dân cơ, đúng không? Đó. Đó, đúng không? Đúng. Còn đây là cái phó từ nhá. Còn những cái này là phó từ nhá. Đấy, khi mà học tiếng, học ngoại ngữ mình phải phải biết phân tích và biết loại từ nữa. Còn sau này học lên cao nữa còn nhiều loại ngữ pháp, nhiều cái mà phải chú ý lắm. Sau rồi sau này mình còn giỏi luôn cả lên tiếng Việt nữa, chứ không phải tiếng Hàn. Khi giỏi tiếng Hàn thì chắc chắn tiếng Việt sẽ giỏi. Vậy Đó. thì chốt lại là cái mình không có sử dụng được cái money này trong cái câu này đúng không? Được không? Dùng, nếu mà dùng money thì dùng như thế này. Đấy, thầy lúc đấy bạn đấy phải... Thực ra là lúc đấy bạn ở trên TikTok của thầy là bạn ấy viết mỗi thế này thôi. Man, it's up, đúng không? Như thế này là sai, đúng không? Thế nhưng mà Sao nếu mà muốn đúng thì phải thành gì? Manny Mani, đúng không? Thì nó sẽ đúng theo cái cấu trúc cú pháp của thầy là phó từ cộng một động từ, đúng không? Mani là phó từ, đi 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 sau nó làm cái động từ, được chưa? Thì nó bổ nghĩa cho động từ này, tức là có nhiều. Đấy, có như thế nào? Thì bây giờ nó bổ nghĩa cho là có nhiều, được chưa? Đấy, như thế mới gọi là đúng, đúng không? Đó. còn tính từ với là động từ thì khi nào cũng đứng cuối câu. Đúng rồi, động từ tính từ khi nào nó cũng đúng với câu, còn từ màn tà này là tính từ đúng không, nó phải đứng cuối câu và nó chia như từ như này đó. Nó chỉ tính từ với tính từ với động từ nó chỉ khác nhau cái tiểu từ đứng trước này thôi, đúng không? Đó, dần dần chúng ta sẽ muốn làm một chuyên gia tiếng Hàn phải nghiên cứu vào tiếng Việt, phân tích cả tiếng Hàn, dần dần chúng ta mới giỏi được. Nào, tiếp câu tiếp theo của anh của Chi ạ. Sáng Mẹ qua tôi đã tập thể dục một mình ở công hôm nay, tháng hôm nay à? viên, sáng hôm nay tôi đã tập thể dục một mình ở công viên. 오늘 아 아침에 Ừ. 오늘 아침에 공원에서 Ừ.아 운, 아 운동 Ừ. Phải ở đâu có phó từ đây, có phó từ một mình. à 혼자 혼자 운동 Quá khứ운동 giống là à.운동은 해요 Đâu hết운동은 해요 quá khứ sáng mà hôm nay mà quá khứ, đã quan trọng là cái đã quá rồi khứ à, đã quá khứ운동은 했어요 rồi, ông trông hết rồi không? Ô nên à xin nè không아침에 đó ôn공원에서 xa ôn tập혼자는 hết rồi không? Ừ. Đấy thì cái혼자 ôn운동 xa này nó cũng là phó từ đúng không, nó bổ nghĩa cho động từ là gì, tập thể dục là tập thể dục như nào, tôi tập thể dục một mình đúng không, thì chúng ta phải đứng như thế nhá, ôn xa hôm trước ô nên à xin nè ô nên à xin nè ôn đông nghe to ôn xa à quên cùng vấn đề to ôn xa ôn đông em thấy không? hôm Đó. Tiếp câu 6 thứ ba gì đấy, ba tuần trước 3 tuần trước tôi đã đi leo núi, leo chị núi năng núi cùng với bạn bè cùng lớp, chị năng với bạn bè cùng lớp, còn tôi lưu ý đi leo núi với bạn bè cùng lớp, bạn nói như nào? hoa vô in đúng không ạ? À, học chứ. Trước chị năng chu hoa vô ý đấy. À, đây. Chị năng chu hoa vô ý đấy. Rồi, chỉ đang chu hai yêu gì đấy. San núi là san đúng không ạ? Leo núi, chúng ta có động từ leo núi đấy. Vừa lúc đấy học xong, từng san hai tả. Từng san hai tả là leo núi đúng không? Bạn Bạn với bạn bè cùng lớp đã. cùng lớp là gì? Học thân ban chinh tu, chúng ta có khắc thân ban chinh tu hoặc là ban chinh tu cũng Khai được, ban chinh khán chinh tu phục. để mà khắc thân ban chinh tu thì nó lại chúng ta chưa học định ngữ nên nó hơi giả, ban chinh tu là được của ban lớp đúng không, bạn của lớp à đấy, ban Ban là lớp. ban là lớp, khắc chinh tu
đây là làm nói đi nói đi thả si chỉ năng su hai vô gì đây tôi bắt đầu thì là cùng cùng với bạn đi cùng với bạn bè cùng lớp đúng không thì là rồi thành sinh cô rồi thành sinh cô gì Pan chinh cu qua khả chi bạn xung qua phản trí rồi thường san rin hết soil thường san hết rồi luôn thường san hết thường san hết văn viết thì hay tách với văn nói chúng ta thường san hết rồi luôn cho nhanh đúng không à chỉ năng chú là phải xin là chỉ năng chú hoa anh hoa hoa rồi gì đây Pan chu chinh cu khả chi bạn xin qua phải xí thời gian hết soi thời gian hết phải không bao thời gian hết phải không chỉ năng chú phải yêu gì đây tháng trước qua phải xí thời gian hết phải không tiếp tháng trước gia đình chúng tôi đã cùng nhau đi du lịch Đà Nẵng tháng trước là chín đúng không? năm tà đê Chị đang tà đấy. chín năm tà đê đà đà nẵng e so Không phải có chủ à ngữ chứ, chủ ngữ này. uri Cụ đi. uri ca chốc Cụ đi khá chốc đúng không? Là uri ca rồi. chốc Cụ đi khá. uri Cụ đi khá chốc. ca chốc cơn Mình cụ đi khá chốc lên. Sao bắt đầu mình địa điểm Đà Nẵng này. đà nẵng e so Đà Nẵng. Ê, đi đến mà. Chúng ta học à được. Đà Nẵng e Thả nắng ế và đi du lịch tôi còn giờ thấy hang rừng cayo nơi đã cát khạc sợi rồi và xuống nặng thầy khạc sợi rồi cát nhưng mà còn được còn cayo cái tự động còn cái còn có cái cụm nhau luôn các bạn ủ đi chúng tôi đã và khá chút cùng nhau đi du lịch à ủ là thì cùng nhau chúng ta có thể đạt cùng nhau khả chi đây nó cũng tương tự như làm cái phó từ đúng không thì chúng ta có thể nhấc lên cái là khả chi gió nhanh ấy khả sài được khả chi gió nhanh ấy thật chi cho anh em khá sợ à nè nói lại cả câu mẹ à tháng trước à đâu tháng trước chị nan tan chị à đấy nan ta re uri khá chỗ cơn Đà à, Đà Nẵng e Nẵng khả à, khá chi chi gió hen rừng khai cá sòi đầu có nặng nhất tài khả chi cá rồi sòi nó dương tịch nhất khi khi dịch tiếng Hàn không dương tịch lại nhất vào tháng trước này gia đình chúng tháng tôi trước đã chúng tôi đi du lịch cùng với nhau đến Đà Nẵng đúng không nè chúng ta dịch lại mà nó xuôi như thế là tức là thành công đúng không còn chúng ta dịch theo đúng quy tắc là chủ ngữ xong dịch từng cụm từ dưới trở lên và cứ lồng ca lồng vô thì chúng ta phải xem lại vị trí nhé. nè Số 8. Hôm qua đã là sinh nhật tôi. Vì vậy, chúng tôi đã đi ăn ngoài. ờ chê chê sinh nghĩ đi sao cứ để sao ủ đi bên ngoài là uế gì thật Về xích ăn ngoài mà. Ăn ngoài chúng ta có từ về xích ha tả. Ở trong từ bên xích nói. thật Về xích ha tả là cái động từ ăn bên ngoài ấy. ở chê chê sinh nghĩ đi sao cứ để sao ủ đi về xích hết sao Ở đây chúng ta có cái từ ủ là đi hôm qua đã là sinh nhật của tôi tức là ở đây nó có đang gì quá khứ của cái từ là đúng không bình thường chúng ta suy nghĩ đi is để so thầy thầy phân tích cái từ là chúng ta nhé đợt trước chúng ta học bật imita đúng không là nhưng thực ra cái động từ nguyên gốc của nó là gì y tả y ta y tả khi không có bắt bắt chim thì cho chữ b xuống thì cộng với ni tả đúng không thành này thì ni tả được chưa đấy biết nguồn gốc của từ y tả chưa đó và bây giờ trong cái câu này nó lại có cái gì đã là sinh nhật đúng không thì tức là nó lại phải quá khứ của cái động từ là này này đúng không quá khứ của động từ là Israel. rồi vậy từ y tả chúng ta sẽ có từ cộng với ót chứ đúng không Israel. rồi rồi thế nhưng ở đây nhưng mà theo công thức ra thì nó lại có ấy nhé nó lại có một cái chú ý nhé khi danh từ bắt chim thì mình sẽ cộng là yết sở hữu đúng không chính như danh từ mà không bắt chim Israel. Israel. rồi đúng. Không bắt chim thì nó ghép lại với nhau yết sở hữu đó tất cả như thế nhé
nó tuấn gì cái này này đã là có đã là cái gì đấy đã là thì gì đấy đúng không? Thì như cái câu này không của Linh thì là gì ở trên nên ở trên chủ ngữ này cho chọn ở trên này ở trên nên đúng không sau tuổi chê Chị sẽ nghỉ chê sen đi. bị Anh đi đi ở đi. rồi đúng không chúng ta phải như thế chuẩn nhé ở trên nên chê sen nghỉ đi á rồi hôm qua đã là sinh nhật của tôi vì vậy cứ đề đó đúng không vì vậy chúng tôi đã cùng nhau đi ăn ngoài phủ lý thải trí thì về xích hết Hết rồi sao rồi. còn nếu cứ ủ đi thì trong ủ đi luôn cũng được còn văn nói thì ủ đi khả chi thôi là tam đồ đúng không ủ đi khả chi về xích hết rồi ở trên nên chế xanh ý đi ấp rồi ô chỉ cái đề xó ủ đi khả chi về xích hết rồi tiếp này nghĩ là và nghe lại Cuối tuần trước Cuối tuần trước tôi đã đọc sách một mình ở nhà. cuối tuần trước là chú chị Nan chú Chị Lan, chị chú Nan Mai. chú Chú Mai bạn tuần mà. Chú Mai, nó có từ chú chú Mai. Man Chị Lan, chú Mai đây. chị Nan chú mà đi chị Nan chú mà đi chip chip e so Chị về đó, đâu có mặt mà chị về đó. chịp ế so chị nan chúng mà đây chịp ế so bốn xu Thì để tao đi à đọc sách chết cơn sẽ cứ chết cơn hôn su đó một mình mà một mình đọc sách một hôn mình su hôn cha chứ à hôn cha quên hôn hôn cha cha à. Học hôn cha bạn đọc hôn cha ít à thì bà thì trên nào để lại It's đâu để lại từ so R bên dưới để il đúng không il chữ cờ nối lên thì là gì il có sở so. à il có sở là thả tin này It anh chị ta xuống là đây có so. xuống về đó Chị em chị cứ cơn hôn ta hồ hôn xa. il It có il có sở so. It à đọc chữ R chữ cờ nối lên il có sở In à chỉ là in có đây sẵn chỉ về sau trên tôi hôn trai ý có sở hữu và ý có sở hữu nhé ở tiếp năm ngoái tôi đã gặp người bạn đó ở đại học Hà Nội chị nan hế Hà Nội thầy Hắc Kiều so khu chinh khu mana soil là thằng thằng nho này có thằng nho nên đọc là thằng nho nhé thằng cũng đọc thành thằng à, thằng nhon thằng nho đó. Thằng nho nế tìm nữa ở Đại học Hà Nội đúng không? Hà Nội tiêu sẽ thì yêu hề đó tiêu người thì bạn đó đó là tư và chung cư tư mà mà nó sẽ nó sao thằng nhỏ này Hà Nội theo yêu hề đó từ chung cư tới mà nó sẽ có chị ăn hay không phải à thầy chị đang nghe không cũng phải chị đang đâu chị đang nghe nó cũng là ấy nhất nhưng mà chúng ta có hai từ bình thường vẫn nói người ta hay nói là thằng nhon cơ người ta không nói chín đan he đâu chín đan he nó hay dùng văn viết nhá rồi tiếp theo nào cái cấu trúc thứ hai chúng ta có danh từ hao cô thì lần trước chúng ta có một cái gì danh từ qua qua wow. Cũng là gì và tới nhưng mà hai cái này khác nhau điểm gì lần trước thầy 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 thấy chưa chưa cái này là hay dùng cho văn 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 viết nhé à, còn văn nói chúng ta hay dùng hao khô mọi người tính người ta nói dùng hao khô nhiều không nhiều đấy thì chúng nói người ta dùng hao khô còn viết người ta dùng qua qua ở qua qua người ta vẫn dùng nói nhưng mà chủ yếu người ta dùng viết đúng không tại vì nghe ngay cả từ qua qua mình nói nghe nó cảm giác nó đã khó hơn là hao khô rồi và nghe nó không tự nhiên bằng đúng rồi nào bây giờ thì câu một à, tôi đã mua sữa và bánh mì ở cửa hàng vào ngày hôm qua ai em nhỉ ok ok tôi đã mua sữa và bánh mì ở cửa hàng vào ngày hôm qua ok ok kê so ok bằng cà kê so uyu uyu hạ cô
Pang rừng Pang và cũng đang mạnh mà pang ơi là Pang pang ơi Pang ơn Pang ơn mua là sa 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 soi đi được đi biết em ở thế ta xin này ở thế khả kê thọ ở thế khả kê thọ gì nữa là cái so uyu hạ cô hàng bang ơn bang về bàn hàng ơn ơi à, phát đó uyu hạ cô hàng hàng ơn à. xa xôi À, bạn sắp phải tiếp Linh. ồ Hôm nay và ngày mai tôi không đến trường. luôn hạ cô này đấy hắc kiều ấy an khang À, xin ổn nên hảo vốn. À, ngày à, ngày đấy, đúng không? Ngày đấy. đi đến Không chỗ. kêu đi Thế. ăn chung Hiểu. Anh em thấy không? Ổn không cố nghỉ rất vui hạnh khỏe à, hôm nay và ngày mai tôi không đi học không bình thường tiếp hôm qua tôi đã ôn thi ở trên thư viện với bạn là hôm qua là u o chê ở thế o chê tô số quan e so thuộc qua này đó xin cô wa kachi chúng tôi qua chị ôn thi là gì thế để xin ông cùng vui là để xin xin ông hôm cùng pu à xin ông cùng vui đấy là học thi gọi là ừ ôn thi học thi gọi là ôn xin hôm cùng pu luôn hết rồi rồi ở thế là gì ở thế của nó on anh em on chế thu số gan này sao không vui quá xin cô a khả chi à đâu cái này phải là đúng hát cô chúng ta đã cô đúng hát cô nữa à ở trên cô họ ở trên cô xin họ a gì cô khả chi ừ. Đi si học à xin không phụ ông đơn hết rồi à, được ok ừ. Tiếp tôi đã mua sách và vở ở hiệu sách vào chiều hôm qua ở chơi ô hu ừ. Ở hiệu sách so trong e so mình cho này đó check check hạ cô không check hô không chết không chết đấy không sát chết à sắp phải không à thả xí ở chế chơi ô hu chết ấy so cho mẹ so check à bố ông chạy khứ chết sát sôi à sắp phải không chết chết đó à, họ sẽ được người xóa thôi nên tôi sẽ vào bố cùng cho mình sạch sẽ ok chi xỉ tôi rất thích món bulgogi và món sườn nướng cho nên đấy sườn nướng là gì khan pi à khan đúng là pi bulgogi bunkoki hả cô phải khăn pi lên chua hết sợ à chua chua hết sợ rất à à chu ừ. à chu à chu chua chua hiểu À, chú chú hiểu ừ, đi học cô khai vì thế à chú chú hiểu ừ. con cô kia à cô khăn pi lên à chu chua hiểu Tiếp là câu 6 ở trong lớp học có giáo viên và học sinh ở trong lớp có giáo viên và học sinh yêu về so xuân sinh đêm hà cô hắc xe để sao được nhỉ? Ở trong lớp có là phải lớp là gì? Lớp là gì? Đồ si đê thôi, e đi thôi. lên Đây là chỉ vị trí chúng ta cộng với e thôi đúng không? Đồ si đê. si đê xuân sinh đêm hà cô hắc xe nghi isoyo Đúng rồi, à, đó. À, đồ si, à xin lỗi, đồ si đê. À, si đê em. xin đêm hà Đúng cô không? không À. xem đi rồi Ok, thầy sẽ học chủ đề xuất sinh như nào hoặc sinh như sẽ ok thả mẹ chi ở ngoài sân vận động có cả nam và nữ un thông phạc ấy à cùng à tông à cha à chỉ cần cùng tông cha nghe là được rồi cùng tông ờ un thông trang ấy un thông trang ấy nhớ nam nữ do cha ra do cha hả cô nam cha rừng à, nam nam cha y
Nam ca cha ca, nam cha ca. Israel. à, nằm xa cái chim sợi rồi cũng đặt cái chim sợi rồi à, Nhưng mà Israel. không là lại là quân tông, quân tông ta nghe Un thằng cha nghe. làm sao chứ Nam cha hạ cô, do cha để chim ca, à, Israel. chim sợi rồi Israel. ừ. Ở trung tâm thương mại có nhiều rau và thịt. Khách khoa cho mê. Hè hè pha không hè pha mẹ Khoa cho mê. hè pha cho mẹ Thầy nói gì, cái gì cho mà. hè khoa nghĩa là nối âm chữ cờ lên chữ hoa đấy đúng không thì À, đọc thầy khoa khoa cho mê. hè pha cho mẹ Ok, hả cô, trẻ sô rừng, mani, mani soyo. chúng ta dùng y cao dùng tương tưng nhá đấy đấy là lý do tại sao thầy cứ bảo là phải phân biệt động từ với tính từ đấy với lại y tá học tá y tá học tá chỉ đi với y ca không dùng tương tưng nhá đã tập lại nào theo pha thóm Cho đấy theo pha cho mê thì rau và thịt xe số tàu chế cũ số chế củ số chi củ chi ca đúng không dùng y ca đi cọc sau rồi việc và nít đi sao họ bị tẩy đấy thế như này nhé không lúc em dùng là củ chi rinh đúng không phải không dùng rinh nha ừ. À, phép pha trò mẹ che sâu hào cố củ chi đá đại ngọc tẩy không là cái không tính từ mà ni này nó chỉ đi với ca thôi đúng không ấy, phải không ạ? không phải là do cái tính từ mà ni mà đây là cái này là do cái gì cái bán đi đây không phải tính từ mà là phó từ được chưa Ừ. còn nếu nó xét là xét cái động từ tính từ cuối cùng như kiểu istoyo kìa đúng không à. Historical và obstacle đấy thì chúng ta nhớ nhé historical và obstacle thì là chúng ta học rồi nó chỉ đi với ý ca thôi mà đúng không còn bây giờ là chúng ta phải bổ sung thêm là gì danh từ cộng với một tính từ nữa thôi đúng không phải bổ sung thêm cái này nữa vậy là có ba trường hợp này nó hay đi với ý ca đúng không đấy còn ở sau một loạt cái động từ thì chúng ta sẽ dùng là tương tự nhá đấy, để tổng hợp lại cho vậy đó, đó. Thầy có mở lớp xong rồi bắt đầu không có em mới bắt đầu đi bằng đâu ta ừ, Vậy rồi là cái kia là tính từ đúng không ạ, nên là không đi với đơn được đúng không ạ? chỗ nào đây á cái chỗ này À là không. có istoyo Vâng, nhưng mà em cứ cái bị màn đi này nó là phó từ ví dụ em bảo làm nhiều đúng không tôi vâng. làm việc nhiều đúng không à, vì ideal thì em phải xét cái động từ đằng sau này chứ đúng không? Đúng không? Thì Vâng. em phải xét đằng sau này thì nếu đằng trước là có danh từ thì em phải dùng vân vân như này chứ à, ý đơn bản đi hèo như này chứ đúng không? Đó thì đằng trước quan trọng là cái từ cuối cùng này này nó là tính từ hay động từ hay gì đấy đúng không? Nhưng đây trong trường hợp này là istoyo thì thầy bảo rồi nó luôn đi với ik như này đúng không? Và obstoyo thế rồi cộng với tính từ cũng đi với ik nữa thì ba trường hợp nó hay đi với ik đúng không? Rồi tiếp số 9 tôi đã đi dã ngoại cùng với gia đình tôi đã đi dã ngoại cùng với gia đình Cá chốt cô cá chi ừ. số số bung cá sòi Đọc số nặng nó phải khác rồi cá sòi số bung cá sòi số không phải số không nợ số là số bung đọc đọc lại tại số bung ừ. Đọc cá lại tại sòi Asi. cá chốt cá cô cá chi số bung cá sòi Người khác sẽ ok Linh này à, em chị cuối tuần trước tôi đã nghỉ ngơi ở nhà cùng với gia đình thì nam chú mà nê chip e so cá chốc cá chi à cá chốc cái gì nhỉ hai cá chốc cô cá chốc đâu khá cá chốc cùng với khá cá chốc cá chi cô dạ cùng với mà cùng với là gì cùng với là khá chi ạ ở à, hai cô khả chi còn gì khá chốc hai cô khả chi với gia đình này đúng không khá chúc ha cô khá chi ủa thêm chữ ha cô nữa ừ, thì đang học cấu trúc hai cô mà hai cô là với mà đúng không thì bây giờ cùng cùng với thì phải là với xong mới đến cùng chứ đúng không à, khá chốc
sau đến với, sau đến cùng nó khá chi là cùng thôi đúng không, với là hạ mà thì khá chốc khá chi hà cô đúng không hạ khô khá chi. ạ, hà cô khá chi là ok. À, chỉ nên chú mà nè chip e so khá chốc hà cô khá chi suy suy soi à Đã nghĩ là suy tả cộng với ót thì là suy ót vào yêu suy ót soi stress này à, thả xin là chỉ là chỉ nên chú mà nè chip e so khá chốc xin hát đi là đi là cô khả chi à, thật sự stress sẽ tôi đã nghỉ nơi cùng gia đình bạn nhé đúng đi xuất sở không à, stress sẽ tiếp. Cấu trúc tiếp theo chúng ta sẽ có cái câu là câu đề nghị. Câu đề nghị ở đây thì thầy đã dịch là hãy cùng làm việc gì đấy đi à, tức là như nào, cái câu đề nghị có là chúng ta sẽ thì rủ dê này, mời mọc này à, đề nghị ai đó thực hiện một hành động nào đó với mình đúng không, thì chúng ta sẽ có cái mẫu là b à, động từ à, động từ ư b suy giả. Khi nó viết như này thì chúng ta sẽ phải hiểu rằng là thì khi nó có thì khi động từ các bạn chim à, các bạn chim thì mình sẽ cộng với gì, ừ b không ư suy giả không à, đâu ức suy giả, ức suy giả và ức suy giả đó, còn không có bạn chim thì mình sẽ cộng với sita b b suy giả đó. Đó. B và B cho số nào thì bạn chim bên dưới đấy không? Đó thì ví dụ ở đây chúng ta sẽ có một cái ví dụ là gì đó à, cho em xem lại bài vừa rồi xong rồi à, qua rồi không quay lại đâu em ai được vào muộn là câu số 1 là gì đây, chúng ta cùng nhau đi xem phim đi đúng không, chúng ta cùng nhau đi xem phim đi, cái câu mà chúng ta cùng nhau ấy thì bình thường nó hay bên là ú đi khả chi này đó, chúng ta cùng nhau có ú đi khả chi đó, sau đó đi Odikachi, à, đi Yong Hoa. xem phim đi thì xem phim là gì, nhỏ hoa Yong Hoa. à, nhỏ hoa đấy tao xem là Rơn. một cái mô tả có phải chim không, Có. À không. không thì chúng ta sẽ thành ra có chữ B xuống thì phục chí Bom si ta. à, phục chí tả ở đó là phục chí tả Bom si ta. phú Bom đi si khả ta. chi, phú đi khả chi nhỏ hoa phục chí tả rồi. Bom si ta. Rồi tiếp câu 12 có hai chữ anh à, của Linh à, của chị à? Sita Chúng ta không chia nữa thầy. cái gì à? Bom Sita. Nghĩa là Sita không chia nữa thầy. Không chia nữa, nó là dạng như thế thôi. À ok. Không, Còn nếu nếu mà mình chia theo audio thì có chia được không, thầy? không, cái này nó Không. giữ im như này, nó không ao vô xin tải hết, nó giữ nguyên như này, À. cái nào mà chia thì lúc đấy thầy sẽ chia, còn cái nào không chia thì nó cũng giữ nguyên đúng không, không có thay. Ok. Rồi tiếp là chi này, chúng ta hãy cùng nhau đi du lịch Busan đi, Đi Kachi em Busan. à chi mà ở chi Uri Kachi Busan. 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 Ê, đi Busan du e. lịch chẳng đó. Busan e. Do hình. À, du lịch do hàng lớn. Khá À, tạ. ka ka là cam nịt cam si ta. Khá, khá si Cam si ta. Cap si ta. tạ. Khá si tạ. Dạ. Đó, đọc Ori ạ. kachi. Uri khá si Busan nhé. Nhớ Ori kachi. ạ. Ori kachi Busan e yoheren kam kapsita. Ừ. Kapsita. Thật sự đã. Rồi hôm nay hãy cùng ăn món ăn Hàn Quốc đi. Hàn Quốc âm sịch Hàn. Trong trường hợp này chúng ta lại có một khả chi chứ không có chúng ta nữa thì chúng ta chỉ cần nào ổn lên khả chi thôi đúng không? Cho khả chi lên đầu xong rồi thì đó. Ăn món ăn Hàn Quốc là được. Hàn Quốc âm sĩ khứ. Ừ. Ăn. Mọ. Mọ. Âm sĩ ta. Mọ cúp cộng với tức đúng không? Tức gì cả? Mọ cúp gì? Âm sĩ Mọ ta. ổn nên cả chi ăn cúp ổn gì cơ? Mọ cúp gì cả? À. Với lại cái này chú ý đấy nhé, không dùng cho người hơn tuổi hoặc có địa vị cao hơn hoặc cái này không dùng cho người đấy, chúng ta chỉ dùng ngang hàng thôi hoặc ít hơn thôi, không dùng cho người lớn tuổi hoặc là có địa vị cao hơn. Rồi tiếp câu 4, chúng ta cùng nhau đọc sách trong phòng đi chi 우리 같이 ừ.
Thằng ý so. À, và cuối cùng thằng này to. Thằng ý so. À, thằng này to. Chicken. Xem thế. Ik. Ixita. Đâu? Có bạch chim thì cộng với gì? Có ba team là à, có ba team là cộng với ít Úp, cộng với à, ít ít đó. ít si ta À, y cúp đọc nó đấy, y cúp si ta, y cúp ít ít cúp si ta thì chữ à, mình sẽ đọc y với chữ chữ l bên dưới còn chữ c nối lên đúng không, y cúp si ta. À, in cúp si ta. Uri Kachi Pange to che cứ y cúp si ta. 우리 같이 방에서 책은 읽읍시다. Rồi ngày mai chúng ta cùng nhau ôn thi ở quán cà phê nhé. 우리 내 아내인 우리 같이 커피숍에서 시험 공부 공부 Đi học công phu Computer đều 2 bạn, computer 2 bạn tiên ảnh. tuân Computer thì Epsita. hấp si tà, hấp si tà. Computer hấp si tà, đọc là si. Mấy đấy. Để in Udi Khả Chi copy copy shop e Đi so học. si Computer. hôm hấp si ta. À, hấp si tà. Đó. He heo là thành là hấp ở đây. Không Ha bu. Yeah. đâu Không bu ha, ha tà đúng không? ừ cũng bu ha tà ha thì vẫn nó không bạt chim thì À cho đúng rồi. kia xuống dưới thôi đó. Này. Hấp gì ta? Tiếp là số 6, hôm nay chúng ta cùng nhau làm bữa tối đi. Làm bữa tối đi. Rồi. Hôm nay ôn ơn. À, bữa tối là cho nhóc. Ôn ơn Ta cùng cho nhau mà à. ôn thi cũng đi phải chi. Ôn ơn uri kachi. Cho nhóc lên làm là irata hata Không, ha tà không chỉ cần động từ ha tà. thôi Ha tà là động từ làm nói chung đúng không? này Còn từ ha tà thì biết là gì? cho nhóc dương hấp si ta Hấp si tà. Học ở hấp vô si ta đây. Học ở vô đây thầy là cái gì? ôn À. Đồ gì nên. ôn Ui. uri uri kachi À, khả sĩ. cho nhóc Ừ. cho nhóc ơn xin Ừ. hâm nít hát xin à Hoặc là chúng ta có từ màn màn tinh tả ấy, thì màn tiếp si tả đúng không? Màn tinh màn à, rồi là màn tương xin bình thường chúng ta hay màn tương từ tả bình thường hay gọi một cái xích tươi màn tinh tả cũng bằng cái từ nấu ăn đấy, màn tinh tả. này Ừ. màn tương tả Tiếp là này yêu câu đi chi cà chốt ở đâu chúc cô rơi hát đi ta hấp si tả, hấp si tả. À. À, thả gì mấy đi chi chúc cô rơi hát si ta rồi. Cuối tuần chúng ta cùng nhau đi mua sắm đi. thầy cho em hỏi tí màn tương tà là sẽ là màn tức si tà là bỏ Chúng ta cái từ này nó là bất quy tắc của bất quy tắc của bất chữ quy tắc khi cộng với một cái chữ ư đúng không, thì lúc đấy nó sẽ bị bỏ đi, bỏ bỏ r đúng ừ không? Bỏ r. thấy được À, và chia như động từ không có bạn chim đúng không? À, thì lúc đấy thì chúng ta không bạn chim thì ta cho xuống thôi đúng không? À. Tiếp cuối tuần chúng ta cùng nhau đi mua sắm đi. chuma Cái của ai? À, của chị ạ. em Chúng ta đấy. nè chuma re uri kachi shopping shopping Shopping. hâm áp xì ta À, hấp shopping hâm xì ta sĩ. À, chúng ta đấy. Đi chúng chim. ta đây uri kachi shopping hâm nì ta hấp Hấp xì ta sĩ. Shopping hấp sĩ. Tiếp. mình hấp Cuối xì tuần sau chúng ta cùng nhau về quê đi. chị nam chúng ta đây Này. nam chúng ta đây cố Mà. gắng Đó, tuần sau mà. chi Tuần sau, cuối tuần sau này. Thả âm chứ. à tha âm ở Thăm chúng ta đây. thế ở cô Ô hàng đấy đi. cô hàng đấy đi Đây. chi
hát xì Không tạp. cố đi phải chi phối nhà ấy tập số nặng nó phải khắp si tạ hay là si tạ khắp si tạ Dạ. khắp si tạ Tạp si tạp. khắp si tạ tiếp thứ ba tuần này chúng ta cùng nhau đi ăn ngoài đi Thứ ba tuần này. Yvonne to Hawaii re. Uri kachi. Vesik à. Vesik heo. Vesu kayo. đâu Vesik ka. si À. tà cũng khắp si tà vì si pha tà đúng không vì si khắp Vesik khắp si ta. thì con chú mà nhô Mà đấy ai vô ý đấy. đưa chặt chế Uri kachi. về si Vesik khắp khắp si ta. à vì si khắp si tà ok đó hết ngữ pháp hôm nay ta sẽ có từ vựng ngữ pháp ba đúng không thì về nhà chuẩn bị cho thầy đọc thì cái phần này cho thầy trước buổi sau thầy đọc thì xong buổi sau thầy luyện hạn luyện cũng chuẩn bị cả mấy cái binh dưới này nữa nha đó để buổi sau mình luyện tập cho nó nhanh chọn Lại đánh văn à? lại một đoạn văn tiếp sau rồi xong rồi chúng ta lại ghi âm lại tiếp đó. Như hôm nay ai link đúng không ghi âm cũng có vẻ là thấy học thuộc đấy đúng không Chọn ngược mắt lên người còn không học nữa chắc chết. hả cái gì ạ Thầy chữa vào cho Chi đi kìa. Ủa em thôi thấy. thôi sao thầy Thế bà đang im lặng cũng được. thầy sẽ nghe thầy tỉnh cả thầy nghe đi chữa đó rồi hôm nay cố lên đó khi cả xin mà chỉ cái gì là anh em cái gì đó Anh nhau nghe kêu xeo.